Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình trên kênh YouTube của báo điện tử VTC News. Chúng tôi luôn cập nhật những vấn đề nóng nhất, mới nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết. Ngày 15 tháng 11, phiên xét xử phúc thẩm bị cáo Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và 47 bị cáo khác tiếp tục với phần luận tội và đề nghị án của Viện Kiểm sát Nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh. Theo Viện Kiểm sát, bị cáo Trương Mỹ Lan đã bị Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tuyên mức án tử hình cho 3 tội danh: tham ô tài sản, tử hình, đưa hối lộ 20 năm tù và vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng 20 năm tù. Viện Kiểm sát đánh giá bản án này là đúng người, đúng tội, không oan sai. Mặc dù bị cáo đã nhận được nhiều bằng khen, thừa nhận hành vi phạm tội, bày tỏ sự ăn năn hối cải, tự nguyện đề xuất phương án khắc phục hậu quả cho toàn bộ vụ án và đã nộp thêm gần 3.000 tỷ đồng. Nhưng với đơn kháng cáo các tội danh tham ô tài sản và đưa hối lộ, Viện Kiểm sát cho rằng bị cáo đã thực hiện nhiều hành vi đặc biệt nghiêm trọng, sử dụng các thủ đoạn tinh vi để phạm tội. Dù có thêm tình tiết giảm nhẹ, nhưng Viện Kiểm sát nhận định vẫn chưa đủ điều kiện để giảm nhẹ hình phạt cho Trương Mỹ Lan ở 2 tội danh này. Vừa qua, Công an quận Hà Đông, Hà Nội tiếp nhận trình báo của ông Phan Bá Tê, sinh năm 1968, trú tại khu đô thị Văn Quán, phường Văn Quán, quận Hà Đông, về việc ông đang đi bộ tại khu đô thị Văn Quán thì bất ngờ bị một đối tượng là nam giới đi xe máy áp sát cướp giật chiếc điện thoại iPhone. Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Ban Chỉ huy Công an quận Hà Đông đã chỉ đạo các lực lượng nhanh chóng điều tra truy vết đối tượng gây án. Tuy nhiên, khi đang xác minh vụ việc trên, cơ quan công an tiếp tục nhận được trình báo của nạn nhân khác về vụ việc tương tự. Qua thu thập tài liệu, Công an quận Hà Đông nhận định hai vụ cướp giật tài sản này cùng do một đối tượng gây ra với tính chất, phương thức gây án manh động, cần nhanh chóng truy bắt để ngăn chặn đối tượng tiếp tục phạm tội. Tuy nhiên, các vụ việc đều xảy ra lúc đêm tối, vắng người qua lại khiến công tác truy vết, xác định, nhận diện đặc điểm đối tượng, phương tiện phạm tội gặp nhiều khó khăn. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng cảnh sát hình sự Công an quận Hà Đông đã phối hợp với Công an huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội, xác định đối tượng là Trần Minh Hiếu, sinh năm 1990, trú tại thôn Nội Xá, xã Vạn Thái, huyện Ứng Hòa, có tiền án về các tội cướp giật tài sản, vi phạm quy định về điều khiển giao thông đường bộ và trộm cắp tài sản mới chấp hành xong án tù trở về địa phương. Khoảng 23 giờ ngày 11 tháng 11, cơ quan công an đã bắt được Trần Minh Hiếu tại khu vực thị trấn Lương Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình. Mở rộng vụ án, Công an quận Hà Đông bắt giữ tiếp đối tượng Tạ Xuân Hải, sinh năm 1977, trú tại xã Liên Bạt, huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội, về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Tại cơ quan điều tra, đối tượng Trần Minh Hiếu bước đầu khai nhận trong khoảng thời gian từ giữa tháng 10 năm 2024 đến nay đã thực hiện 10 vụ cướp giật tài sản là điện thoại di động trên địa bàn quận Hà Đông với tổng giá trị tài sản khoảng 200 triệu đồng. Khám xét khẩn cấp nơi ở của Tạ Xuân Hải, thu giữ 11 điện thoại di động nhãn hiệu iPhone các loại, thu giữ một xe mô tô Honda Way màu xanh biển kiểm soát 30Y7-5086 của Trần Minh Hiếu là phương tiện thực hiện hành vi cướp giật. Hiện Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an Hà Đông đã tạm giữ hình sự Trần Minh Hiếu về hành vi cướp giật tài sản, Tạ Xuân Hải về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Chiều 14 tháng 11, thông tin từ Công an tỉnh Lai Châu, Công an huyện Nậm Nhùn đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Mùa A Dế, 32 tuổi, ở thị trấn Nậm Nhùn về hành vi chống người thi hành công vụ. Cùng ngày, Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Nậm Nhùn phê chuẩn các quyết định tố tụng trên. Trước đó, Tổ công tác của Cảnh sát Giao thông Công an huyện Nậm Nhùn làm nhiệm vụ tại đường Lê Thái Tổ, giao với đường Quảng Trường, thị trấn Nậm Nhùn, phát hiện Dế lái xe máy vi phạm giao thông nên dừng xe kiểm tra. Làm việc với cảnh sát, Dế không chấp hành, không hợp tác, còn lấy điện thoại di động để quay, phát trực tiếp lên mạng xã hội Facebook và có những lời nói xúc phạm Tổ công tác, đưa các thông tin sai sự thật. Ngay sau đó, Tổ công tác đã mời người dân chứng kiến, lập biên bản vi phạm và cưỡng chế, tạm giữ phương tiện theo quy định. Lúc này Dế vẫn không chấp hành và đấm vào mặt một cán bộ công an. Cảnh sát sau đó đã khống chế, bắt giữ Dế rồi đưa về trụ sở công an huyện Nậm Nhùn để lập hồ sơ xử lý. Tại cơ quan công an, Dế thừa nhận các lỗi vi phạm giao thông và tỏ ra ân hận khi đã có hành vi dùng điện thoại quay phát trực tiếp lên mạng xã hội, đưa thông tin sai sự thật, lăng mạ, xúc phạm, tấn công lực lượng cảnh sát giao thông. Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Huy, chuyên gia về biến đổi khí hậu và cảnh báo thiên tai vừa đưa ra nhận định về khả năng xảy ra đợt không khí lạnh mạnh
sẽ tác động đến miền Bắc cuối tháng 11. Theo đó, thông tin từ các mô hình dự báo có thể nhận định, từ ngày 28 tháng 11 sẽ có một đợt không khí lạnh khá mạnh về miền Bắc. Nhiệt độ vùng núi phía Bắc có thể xuống thấp 11 độ. Ở độ cao 1.500 m có thể có nhiệt độ xuống dưới 10 độ. Trong khi đó, ông Nguyễn Văn Hưởng, trưởng phòng dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định, khoảng ngày 18 tháng 11 có một đợt không khí lạnh sẽ tràn xuống miền Bắc, khiến nền nhiệt giảm. Trời chuyển rét về đêm và sáng, không khí lạnh sẽ gây gió lớn, sóng mạnh trên biển. Ông Nguyễn Văn Hưởng lưu ý, hiện tại ngoài khơi Philippines đang có các cơn bão mạnh hoạt động, không loại trừ bão sẽ đi vào Biển Đông và có thể tương tác với đợt không khí lạnh gây ra những hình thái thời tiết rất nguy hiểm. Từ ngày 15 đến 18 tháng 11, Biển Đông có thể sẽ đón hai cơn bão liên tiếp là bão Usagi và bão Manji. Đây là hai cơn bão mạnh nhưng khả năng ít ảnh hưởng đến đất liền Việt Nam. Cụ thể, lúc 7 giờ ngày 15 tháng 11, bão Usagi đang trên vùng biển phía bắc đảo Luzon, Philippines. Bão mạnh cấp 12, giật cấp 15, di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ 20 km/h. Trong ngày 15 tháng 11, bão Usagi sẽ đi vào Biển Đông, trở thành cơn bão số 9. Sau khi đi vào Biển Đông, bão số 9 di chuyển theo hướng Tây Bắc rồi Đông Bắc với tốc độ 15 đến 20 km/h. Đến 7 giờ sáng ngày 16 tháng 11, bão số 9 đổ bộ vào đảo Đài Loan, Trung Quốc. Bão mạnh cấp 10, giật cấp 12 rồi suy yếu. Khoảng 7 giờ ngày 17 tháng 11, bão số 9 trên vùng biển phía Đông Đài Loan, bão mạnh cấp 8, giật cấp 10. Do ảnh hưởng của bão số 9, vùng biển phía Đông Bắc, khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 8 đến cấp 9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10, cấp 11, giật cấp 14, sóng biển cao 3 đến 5 m, vùng gần tâm bão 5 đến 7 m, biển động dữ dội. Ngoài cơn bão Usagi sắp trở thành bão số 9, ngoài khơi Philippines còn có một cơn bão khác đang hoạt động là bão Manji. Đây cũng là cơn bão rất mạnh, di chuyển rất nhanh. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định, khoảng ngày 17 tháng 11, cơn bão này có thể đổ bộ vào khu vực đảo Luzon của Philippines với cường độ mạnh cấp 15, giật trên cấp 17. Khoảng ngày 18 tháng 11, cơn bão này có thể di chuyển vào Biển Đông, trở thành bão số 10 năm nay. Cơn bão Usagi, tên do Nhật Bản đề xuất, có nghĩa là con thỏ, đã tăng cấp bùng nổ trong khi nó đang tiến về phía Philippines, đổ bộ ngay trong 14 tháng 11. Bão Usagi có mắt lỗ kim siêu nhỏ, được coi là một trong những cơn bão có mắt bé nhất từng thấy. Theo Trung tâm Cảnh báo Bão Liên Hợp JTVC của Mỹ, nói rằng bão Usagi tăng cấp bùng nổ là vì chỉ trong 24 giờ, từ 7 giờ sáng ngày 13 tháng 11 đến 7 giờ sáng 14 tháng 11, sức gió của nó tăng từ 130 km/h lên 240 km/h. Khái niệm bão tăng cường độ, tăng cấp đột biến là chỉ những cơn bão tăng cường độ nhanh, sức gió tăng ít nhất 55,5 km/h trong vòng 24 giờ. Nhưng sức gió của bão Usagi đã tăng hẳn 110 km/h trong 24 giờ, tức tăng 6 cấp. Cơ quan khí tượng Philippines Pagasa cũng đã công nhận Usagi là siêu bão. Pagasa đã ra cảnh báo ở một loạt tỉnh thành tại Philippines. Trong đó có cảnh báo số 5, gió 185 km/h đe dọa cực lớn đến tính mạng và tài sản ở một số khu vực. Các trang tin ở Philippines cũng đã thông báo đây là tình huống đặc biệt nguy hiểm. Philippines đã tiến hành sơ tán hàng nghìn người trước khi siêu bão Usagi đổ bộ với sức gió lên đến 180 km/h. Cơ quan khí tượng quốc gia Philippines cảnh báo gió lớn từ cơn bão có thể phá hủy hoàn toàn các công trình thiếu kiên cố, nhất là những khu vực ven biển. Các tòa nhà kiên cố hơn cũng có thể hứng chịu thiệt hại nặng nề khi bão đổ bộ. Lãnh đạo lực lượng dân phòng Rueli Rasping cho biết đang tiếp tục sơ tán người dân ở các khu vực ven biển và những vùng trũng ở tỉnh Cagayan. Chính quyền địa phương sẽ đưa 40.000 người tới nơi trú ẩn an toàn, tương đương số người được sơ tán trước đó vì bão Yin Sinh. Siêu bão Usagi có điểm đặc trưng của những cơn bão mạnh, đó là mắt bão lỗ kim, thậm chí nó còn có mắt lỗ kim siêu bé, có thời điểm đường kính mắt bão chỉ từ 7 đến 8 km. Theo trang Billboard Iceland của Philippines, Usagi là một trong những cơn bão có mắt bé nhất từng xuất hiện trong khu vực. Mắt bão Usagi bé đến mức có lúc gần như không thể nhìn thấy rõ trên hình ảnh vệ tinh. Bão có mắt bé như vậy thường có gió cực mạnh, nhưng bán kính vùng gió có sức gió tối đa tính từ tâm bão lại khá nhỏ. Theo các dự báo hiện tại, sau khi đi qua Philippines, siêu bão Usagi sẽ vòng lên phía gần đảo Đài Loan, Trung Quốc, có thể không vào Biển Đông. Tuy nhiên, nếu có, sẽ chỉ vào một chút. Trong trường hợp bão Usagi ghé vào Biển Đông trước bão Manji, thì chính Usagi sẽ được cấp số hiệu là cơn bão số 9 theo cách gọi của nước ta. Rồi Manji sẽ là cơn bão số 10, nhưng khả năng này không cao.